săn mồi đang là từ khóa được tìm kiếm liên tục tại Running Man Việt Nam mùa thứ 2 và đó cũng chính là biệt danh của nữ diễn viên Thúy Ngân. Sau thành công của Cây Táo Nở Hoa, bộ phim truyền hình Việt lập nhiều kỷ lục về lượt xem, Thúy Ngân lại một lần nữa chiếm spotlight tại Running Man Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà cô nàng này lại được khán giả đặt cho biệt danh là Hoa Săn Mồi, bởi không chỉ có ngoại hình, Thúy Ngân còn thể hiện rõ khả năng nhập cuộc và săn mồi rất nhanh của mình trong cuộc chơi đòi hỏi rất nhiều về thể lực và sự khéo léo này. Qua 3 tập đầu tiên, có thể thấy rõ độ tự tin và quyết liệt chính là vũ khí lợi hại của Thúy Ngân trong chương trình. Cô nàng hoàn toàn không ngại đương đầu với các thử thách khó nhằn và cũng chẳng hề nao núng trước bất kỳ đối thủ kinh nghiệm nào. Không những thế, điều mà những người chơi phải dè chừng trước Hoa Săn Mồi của Running Man chính là nền tảng thể lực và luôn tràn đầy năng lượng trong các thử thách. Trong một cuộc chơi đòi hỏi sự bền bỉ như thế này, thể lực của Thúy Ngân làm ngay cả các thành viên nam như Điền Bỉnh Phát, Trung Phạm cũng đôi lần e ngại, có lúc phải há hốc trầm trồ khi nhìn từng bước chạy không giữ lại gì của cô. Thúy Ngân cũng thẳng thắn chia sẻ, tôi hay được hỏi mình sẽ mang chiêu trò gì đến Running Man. Tôi khá bất ngờ về điều đó, vì với Thúy Ngân, đó giờ chiêu trò chưa từng là hành trang. Và không phải hành trang thì không mang theo được, ít nhất là đối với tôi và ở chương trình này là vậy. Đã hoàn thành được một phần chặng đường Running Man và tôi nhận ra năng lượng Thúy Ngân đã dốc hết cho tất cả các thử thách và cho việc chạy. Giờ mà chiêu trò tính toán nữa thì tôi kiệt sức mất. Nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa cho rằng đôi khi dễ bị nhầm lẫn giữa chiến thuật và chiêu trò vì chiến thuật mới là cách chơi tạo nên bản sắc riêng. Nữ diễn viên khẳng định với cô cả 9 thành viên Running Man đều có chiến thuật thú vị và chắc chắn không ai cần đến chiêu trò. Thúy Ngân tiết lộ, thời điểm khi chưa ghi hình tôi cũng hay tự nói là giờ chạy hết tốc lực nhưng vẫn xinh đẹp thì có được không? Nếu nói đó là một dạng chiêu trò thì tôi thừa nhận Thúy Ngân từng tính toán cho việc mình chạy nhưng vẫn thật xinh đẹp. Nhưng rồi tôi nhận ra kế hoạch kể trên là không thể khi bạn thấy đối thủ của tôi rồi đó. Các anh chị nhầy bất chấp, đại hội diêm hang đã xảy ra suốt 3 tập qua. Tôi biết việc lúc nào cũng xinh đẹp là không thể nữa rồi, đâm lao phải theo lao thôi. Hiện tại, Running Man dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn đang là show truyền hình thu hút được xem, sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ngoài Thúy Ngân, những tấm chiếu mới như Trương Giang, Jack cũng được kỳ vọng có nhiều đột phá hơn trong các tập tiếp theo.